Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Mô Điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là một số cái mẫu bánh để chế xe scooter. Các cái loại bánh có đường kính từ 20, 25, 30, 35 và 40 cm. Những cái phụ kiện như giảm xóc, tay lái ghi đông, cọc yên, ghế ngồi các thứ thì mình không có đưa lên đây. Những cái đấy đã làm trong những cái video khác. Còn xin giới thiệu với các bạn đây là cái mẫu bánh đường kính 20 200 x 50, thông số là 200 x 50, có lỗ trục là 10, đường kính 20 và chiều rộng chiều dày của bánh là khoảng 4 cm đến 5 cm. Đây là cái mẫu bánh sau này. Bánh sau này thì một bên của nó có 3 ốc dùng để bắt cái nhông. Đấy, bắt cái nhông thì kéo xích vào đấy. Còn cái mặt là bên còn lại ấy, là dùng cái gen dùng để vặn líp mà. Líp để các bạn trôi cho nó bon khi chuyển động, sử dụng động cơ điện chẳng hạn. Nó vừa gen này, nó vừa với lại tất cả các loại líp thông thường, phổ thông. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh nữa là bánh có đường kính là 25 cm, thông số là 10 nhân với lại 2.125. Cái bánh này cũng có cái lỗ trục là 10 mm, bản dày là khoảng 4 cm. Đấy. Cái bánh này thì có 6 cái ốc dùng để vặn đĩa. Và đây thì cái này nó bánh trước bánh sau là giống nhau. Các bạn có thể kết hợp là bánh trước là bánh này và bánh sau là động cơ thì tùy các bạn. 6 cái con ốc này. Những cái dòng động cơ điện thì mình không có giới thiệu vào đây. Cái mẫu bánh 300-4. Cái mẫu này, này có trục 20, cái này dùng để làm xe đẩy hàng thôi. Làm scooter thì trục nó rất là to. Còn đây là cái mẫu bánh 350-400-4. Mẫu này có đường kính 25, bản rộng là 8 cm. Cái này thì nó có 3 loại. Một loại là một đơn trơn, một bên có 3 cái ốc để cho các bạn bắt đĩa phanh. Đấy. Còn loại khác thì hai bên 3 ốc là dùng để một bên bắt nhông và một bên bắt đĩa phanh đằng sau. Còn một loại nữa là một bên ren để vặn líp và một bên 3 ốc để vặn đĩa phanh. Thì cái đấy các bạn có tùy chọn. Có loại động cơ nào thì mình sử dụng với cái mẫu bánh đấy cho nó phù hợp. Cái loại này thì nó cũng dùng lỗ trục là trục phi 10. Đây cũng là một dạng bánh như vậy nhưng mà cái lỗ ở trong nó là trục chết. Trục có hai loại là lỗ 19 và lỗ 17 dùng cá để vặn. Nó chuyển động thẳng trục sang bánh luôn, không có vòng bi. Các bạn có thể bắt vào động cơ trực tiếp hay qua trục cầu gì đấy thì tùy, hoặc là những cái xe đẩy của người già. Đây là mấy cái mẫu bánh lốp không xăm này. Cái loại này là 13 x 5.006, thằng nó rất là đắt nhưng mà vành nó khỏe mà nó đắt quá nên là cũng không bán được. Trục 12 các bạn nhé, trục rất là to. Đây cũng là một cái dạng bánh của nó đây, cũng là 13 x 5 đường kính lớn hơn. Còn
Đây mình giới thiệu với các bạn những cái dòng đông dòng bánh như cỏ thằng xe ruồi này. Đấy, vành 6.5 nhá. Cái dòng này là dòng vành 6.5, đây là cái vành sau, nó có cái bảng máy rộng hơn. Đấy, thì thằng này dùng bắt đằng sau một bên nhông một bên phanh. Đây là bánh trước này. Bánh trước thì nó có một bên phanh thôi. Đây là bản nút dày là 8 và đường kính là 35 cm. Cái loại này chế scooter cũng rất là đẹp. Đây là cái mẫu vành 12 inch, bản rộng là khoảng 5 cm, có thông số là 12 trên 1.2 nhân như là 2 chấm mấy đấy. Này là trục chết. Các bạn gắn cái gì vào thì cũng được tùy hóa. Cái vành đỏ này là 10 nhân với lại 2.50. Nó là những cái dòng xe cào cào của máy xăng 2 thì 4 thì nó hay lắp đặt. Đây là hai cái bộ giảm sóc đàng hoàng đấy, có giảm sóc đàng hoàng rất là nhỏ, nó phù hợp những cái bánh có đường kính 35 đổ lại. Thì đây là toàn bộ những cái mẫu bánh bên mình đang có hiện nay để cho các bạn lựa chọn. Thì một số cái để lâu ngày nó hơi hơi bẩn tí thì có thể sẽ bán với giá thanh lý. Còn một số cái thì đều mới cả, mình không tiện tháo vỏ ra, mình để luôn nên mình quay cho các bạn này xem và các bạn lựa chọn thôi, nó dễ. Cái càng giảm sóc ở phía bên trên màn hình ấy, thì dòng đấy nó dùng vòng bi bát giống như của xe đạp điện, giống như của xe đạp thường. Còn cái càng rộng háng hơn ở dưới này này thì là nó dùng bi bát to hơn, nó thuộc dòng bi bát của dòng xe đạp điện như là 133S ấy, dùng vừa. À, các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để được những thông báo khi có video mới đăng lên. Các bạn cần cái mẫu bánh nào ấy thì khoanh ra vùng cái hình lại là gửi cho mình sẽ báo giá cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.